Rồi video này chào mấy bác nha. Em có một con có trợ lực luôn. Một con Echo 240 và nguyên zin. Đây ốp trợ dịch của nó rất là to nha. Đây, một loạt máy này chuẩn bị gửi cho mấy anh khách đó. Chuẩn bị xong. Bên em xong xuôi hết rồi, một con đi Phú Yên, một con đi Cà Rông Năng. Một con kia đi Tây Ninh là ba con. Thì giờ có một con 240 trợ lực nha. À, máy nhìn nó mới tem cần VIP Pro luôn nha. Đấy. Đây cái tem này này, vật nãy xịt nước vay luôn. Cái tem này là của con này này, hôm qua lên YouTube này có anh chốt rồi. Đấy, nằm vị trí đó. Rồi. Hay không có dài dòng thì nó chẳng có gì để mà nói nhiều hết. Thì đây là một con chế nguyên rin đẹp. Nòng 32 ly, bô còn trắng tinh luôn này. Không, gần như máy chưa sử dụng luôn. Nói chưa sử dụng thì không phải, nhưng mà nói chung gần như là mới keng. Đó, con Echo Kirit bô. Wow, chà, nó mới. 1,1 triệu. Bao ship tận nhà. Đó, giá cực sốc. Ai cũng có mấy vắt cỏ nha. Ai cũng có thể có mấy cắt cỏ. Có 1,1 triệu bạc. Em ship mất 100.000 rồi, còn có 1 triệu bạc thôi. Còn có 1 triệu bạc mà mấy bác được cái máy cắt cỏ này, nguyên rin từ ANZ. Quá tuyệt vời. Tem cần, tem kiếc này. Mọi thứ này, chắn cỏ này, à, cái đầu bò này, rin hết ANZ. Đây mấy bác coi này. Có máy đẹp tuyệt vời. Một con Echo Kirit 240, nòng 32 ly. Dòng này rất là ngót máy nha. Rất là ngót máy. Rồi, để em test. Test lên cho mọi người nghe tiếng máy. Đây, đầu tiên bật công tắc. Bật lên. Đấy, kế tiếp là dịch thôi. Đấy, trợ lực nha. Rất là nhẹ. Đây. Chỉ cần hai ngón tay này lên đến đây. À, một ngón cũng nổ luôn nha. Cái này nít học lớp 1 cũng nổ luôn. À, kéo lên đây là nổ. Đây, làm lại nha. Đây. À, ai cũng có thể nổ. Ai cũng có thể nổ nha. Ai cũng có thể nổ con này. Chỉ cần con nít thôi. À, rồi, lại thêm phát nữa này. Rồi, đẹp ga này. Echo Kirit bô này bịt ra này. Thấy không? Thử máy thử cỡ vậy đó cho mọi người tin tưởng. Ganti hơi to, để em chỉnh nhỏ lại. Chỉnh nhỏ lại chút. Chỉnh nhỏ quá tắt luôn. Rồi, ok nha. Echo Kirit đầu bò kìa, nó cạ chỗ đó, thấy không? Bình tĩnh nhá, 1,1 triệu bạc, ai cũng có, máy quá rẻ tiền. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nhá.